cái box quà siêu to khổng lồ. Thân tiếp theo thì ở đây Trinh có mấy em mặt nạ đến từ hãng Coco. Ở đây thì Trinh có hai dòng, một dòng là làm sáng Prime Off và một dòng là Freezing Time, kiểu chống lão hóa. Những cái mặt nạ này theo Trinh biết là kiểu mặt nạ sinh học đó mọi người, 100% nước dừa Bến Tre lên men cộng với công nghệ 3 lớp đến từ Hàn Quốc. Thì những em này khi mà đắp lên trên da thì nó ôm vào da rất là tốt, nó cấp ẩm cực kỳ tốt luôn. Nhưng Trinh rất là thích cái chất giấy của ba mặt nạ này. Thì sắp tới hãng có những cái khuyến mãi giảm giá, Trinh sẽ để thông tin bên dưới mà mọi người có thể mua hàng với giá tốt nhất nha. Tiếp theo ở đây Trinh có một em kem dưỡng mắt của AHC. Em này là The Pure Real Eye Cream for Face. Packaging này hình như là packaging mùa lễ hội hay sao, cái tuyết của nó rất là to. Thì em này Trinh đã có xài cái size nhỏ hơn rồi thì Trinh thấy cũng khá là thích. Chất kem thấm nhanh, có thể dùng được cho cả mặt cho cả mắt luôn. Và đặc biệt cái bao bì kiểu holiday như này nhìn rất là xinh luôn. Hiện tại cũng đang có những cái điều giảm giá rất là tốt đối với em này, Trinh sẽ để link bên dưới luôn. Tiếp theo là một em son. Đây là em son khá là mới đối với Trinh, dòng KYS Kiss Your Skin Chocolate Matte Liquid Lipstick. Dòng son này là made in Việt Nam 100% luôn. Chung là Trinh cũng khá là hào hứng đối với những dòng son made in Việt Nam mọi người, tại vì ủng hộ nền kinh tế nước nhà. Em này thì có tới mấy dòng khác nhau lận. Dòng này của Trinh có là Sweetie, màu mà Trinh có là màu đỏ cam. Trời, cái son nhỏ xíu nhìn dễ thương ha. Cầm cũng khá là chắc tay, rất là đẹp. Cái đầu son màu vàng như thế này, nãy giờ bên ngoài có tiếng khoan á mọi người thông cảm nha. Đây là một cái tông màu đỏ cam. Em sẽ swatch ra tay cho mọi người xem. Đây. Em này thì đỏ cam nhưng mà cái thiên cam của nó cũng tương đối, không có bị cam quá, nên là đánh lên trên da thì cũng không có bị làm xỉn da hay là xỉn răng đâu. Cái chất son của nó thì khá là dày luôn á, đánh một phát là lên màu luôn. Tiếp theo thì là quà đến từ MOI Cosmetics. Ở đây thì bên MOI có gửi cho Trinh hai hộp cushion với lại hai em chì kẻ lông mày mới. Thì đây là cái em chì kẻ lông mày mà Trinh đang dùng ở trên chân mày của mình nè. Cái đầu spoolie của nó rất là mềm mọi người, nên là nó cực kỳ dễ chải luôn. Và cái chất chì thì lên màu cũng rất là pigmented và nó còn mềm nữa. Dòng này có tên là Magic Brown Pencil nha. Đó thì ở đây bên MOI có gửi cho Trinh tổng cộng là hai tông màu. Tông của Trinh đánh thì hình như là tông nâu sáng thì phải. Tiếp theo thì ở đây mình có hai hộp cushion có tên là Baby Skin Cushion. Em này thì có SPF 50+, PA 3+. Dòng này thì hydrating, có nghĩa là dưỡng ẩm rất là tốt và cho một cái lớp silky finish. Đúng là cái dòng mà Trinh yêu thích khi mà đánh nền rồi. Ở đây thì bên MOI có gửi cho Trinh tới hai tông màu luôn, là tông số 30 và tông số 40. Thì Trinh vẫn chưa test hai em cushion này nữa. Sorry. Nếu mà mọi người có hứng thú muốn Trinh test hai em này thì comment bên dưới cho Trinh biết nha. Thank you MOI. Sẵn nói về chân mày thì Trinh có nhận được một hộp quà đến từ Lemonade Cosmetics của bạn Quách Ánh. Want it, got it. Ở đây là hai sản phẩm chì kẻ chân mày mới ra của Lemonade. Đây. Em này có tên là Perfect Brow in Only 2 Steps. Màu mà Trinh có là màu Natural Brow và màu Dark Brow. Thì cái dòng này Trinh rất là thích ở điểm là nó có tới hai đầu lần mọi người. Một đầu của nó là đầu chì bình thường ha, còn một đầu còn lại là kiểu mascara mà dành cho chân mày á. Từ trước giờ thì Trinh rất là ít dùng mascara dành cho chân mày, tại vì đơn giản là Trinh lười thôi. Nhưng mà bây giờ đã có kiểu kết hợp hai trong một luôn. Cái đầu spoolie của nó rất là nhỏ, nên là mọi người rất là dễ vẽ ở cái phần đầu chân mày này, làm cho cái dáng chân mày của mình nó rất là tự nhiên. Và màu mà Trinh xài là màu Natural Brown, nên là cái cảm giác nó lên mặt rất là tự nhiên, rất là sáng da luôn. Thank you Lemonade. Theo thì Trinh có một hộp quà đến từ Cocoon. Đợt trước thì Trinh có review những cái sản phẩm của Cocoon rồi. Đây là một brand made in Việt Nam 100% luôn, và nguyên liệu thiên nhiên lành tính. Thì gần đây Cocoon có cho ra một cái mặt nạ tẩy tế bào chết mà được làm từ cà phê. Đây. Trời ơi, mở cái hộp này ra cái mùi cà phê nó thơm nồng khắp phòng luôn mọi người, rất là thơm luôn. Đây, em này là kiểu tẩy tế bào chết cho da body á mọi người. Trời ơi, cái mùi cà phê. Trời ơi, ngửi y như là mùi cà phê mà pha với sô-cô-la. Chứ không biết trong đây có sô-cô-la hay không, nhưng mà cái mùi của nó thơm kinh khủng khiếp luôn. Thì mọi người biết là hạt cà phê thì nó sẽ làm tẩy tế bào chết nè, và làm sáng da, làm thức tỉnh làn da. Thank you Cocoon Việt Nam. Theo ở đây Trinh có 3 em son với lại một em tẩy trang dành riêng cho mắt và môi đến từ Hi Cherish. Đầu tiên thì mình nói đến cái em tẩy trang mắt môi này trước đi. Em này là của Illyun. Thì em này Trinh có review trong một video gần đây rồi, hình như là diễn ra mùa corona thì phải. Nó tẩy rất là sạch và giữ ẩm rất là tốt,
cho cả mắt và cho cả môi. Ngoài ra thì Trinh có ở đây là 3 cây son đến từ hãng rất là lạ, VVD Studio. Điểm mà Trinh khá ấn tượng với cái dòng son này là cái thân son của nó siêu to khổng lồ luôn mọi người. Lần đầu tiên mà Trinh xài một cái cây son mà kiểu nó bự như là một cây mascara luôn á. Và cái bao bì của nó cũng rất là đẹp, cầm rất là chắc tay. Màu mà Trinh đánh nhiều nhất đó chính là cái màu Number 9 Rosy Voice. Dòng này finish là vi nhờ, kiểu nó hơi bóng bóng á. Trong một số clip trước thì Trinh có đánh em này rồi, tạo cảm giác cái môi của mình nó rất là căng mọng. Và cái màu này nó kiểu hơi dusty rose á, đánh lên nhìn mặt mình rất là sang mà kiểu sáng nữa. Ngoài ra ở đây thì Trinh có hai cây nữa. Một cây thì finish là cũng vi nhờ luôn, nhưng mà em này cái màu nó tím liệm tiền xiên mà mọi người, Trinh không biết là làm sao Trinh có thể đánh được cái màu này luôn. Màu này thì chắc là sẽ thích hợp cho những bạn mà make up phong cách ấn tượng. Cuối cùng thì Trinh có một em là finish dòng matte number 27 on that prick. Màu này cũng là một trong những cái màu mà Trinh khá là hồi hộp để thử. Đây mọi người thấy cái thân son của nó trong suốt, nhìn nó rất là lạ luôn á. Oh my god. Em này là kiểu đỏ cam gạch đó mọi người. Chất son khá là dày, lên màu khá là pigmented. Trinh đã dành cái hộp quà này để mở cuối cùng cho mọi người coi cái sự hoành tráng của nó. Đây là phần quà đến từ Wet n Wild. Dành cho các bạn nào chưa biết thì Wet n Wild đã có mặt tại Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ không cần phải mua tại Mỹ nữa, sắp tay phiền phức rồi kiểu đổi giá lên các kiểu nữa. Bây giờ thì mọi người đã có thể mua chính thức ở Wet n Wild Việt Nam. Từ trước giờ khi mà dùng các sản phẩm make up thì Trinh đã rất là thích các sản phẩm của Wet n Wild rồi. Giá cả vô cùng hợp lý mà chất lượng lại rất 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 là tốt luôn. Thì đợt này Wet n Wild Việt Nam có gửi cho Trinh nguyên một cái box quà siêu to khổng lồ. Trời ơi, có đầy đủ tất cả các cái sản phẩm make up luôn. Đây, ở đây thì mình có một em kem nền thần thánh. Trinh vẫn chưa xài qua em này nữa, để hôm nay Trinh sẽ xài thử và review cho mọi người. Nhưng mà Trinh nghe rất là nhiều đánh giá tốt của em này. Ngoài ra thì mình có thêm một cái base the tan. Em này là kiểu gọi là ta face primer. Đây, photo focus, dòng photo focus này cũng siêu đỉnh đám của anh Wild luôn. Một chai xịt make up. Trời ơi, nhiều lắm mọi người ơi. Xong rồi có cả những cái hộp palette mắt, rồi palette mặt nữa nè. Đây, đây là cái em highlight 3 trong 1 mà Trinh rất rất là thích. Hồi trước là Trinh đã có một hộp này rồi, nhưng mà xong rồi cái Trinh làm rớt á, rất là tiếc. Là Trinh đang định mua lại thì không ngờ Red and White đã gửi cho Trinh một hộp rồi. Trong này có những cái tông màu rất là xinh luôn mọi người. Mọi người có thể vừa dùng để làm phấn má, vừa dùng highlight cũng được. Tiếp theo thì có một cái bảng contour Mega Glow. Bảng này cũng rất là nổi tiếng luôn nè. Trinh thấy cái chị beauty vlogger ở bên Mỹ review em này rất là nhiều, siêu to khổng lồ. Ngoài ra thì ở đây mình có một cái hộp highlighter. Đây, rất rất là xinh. Một hộp phấn má Coloricon. Em này Trinh cũng có một hộp trước đó rồi, nhưng mà màu khác. Màu mà Trinh có thì nó hơi peachy hơn, còn em này thì kiểu hơi hồng hơn một chút xíu. Trời ơi, quá trời luôn. Một hộp palette mắt nhỏ xinh như thế này. Hộp palette mắt to bự như thế này. Trinh nhớ là cái palette mắt đầu tiên với hành quay của Trinh đó là nó có hình vuông vuông. Và Trinh cũng có review trên channel YouTube của Trinh luôn. Và nó là rất 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 là lâu rồi. Và chất phấn của hành quay rất là ok so với cái giá cả của nó. Ngoài ra thì Trinh có một em này làm kem che khuyết điểm nè. Trời quá trời luôn, giống như là mở quà Giáng sinh gì đó. Một em contour stick. Tiếp theo thì mình có một em, cái này là kẻ chân mày chắc luôn, tại vì nó có tới 2 đầu. Cùng là có 6 cây son. Đây, cái dòng son này phải gọi là dòng son huyền thoại. Đây là cái dòng son mà Trinh xem đầu tiên ở trên YouTube. Khi mà những ngày đầu mới vừa xem YouTube á, xem của các chị đẹp bên Mỹ á, thì Trinh thấy là mọi người đã xài cái dòng son này rất là nhiều và giá của nó siêu 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 rẻ luôn. Thì ở đây Wet n Wild có gửi cho Trinh tới 4 màu khác nhau. Mình có tông đỏ nè, tông đỏ mận nè, tông cam nè, tông cam đất nữa. Những tông màu mới này khá là đẹp luôn á. Đây, và cuối cùng ở đây Trinh có 2 dòng son kem. Có cây thần thánh Give Me Mocha. Sau khi mà bạn Trang make up review xong á, thì cái em này đã trở thành hot hồi hộp khắp thị trường luôn. Và cái màu này là một cái màu kiểu rosy, nó hơi mauve một chút xíu, đánh lên sẽ rất là tay và rất là tôn da. Ngoài ra thì có một cái tông nó hơi ánh tím một chút xíu, tên là Rebel Rose. Đây là những cái tông mà kiểu mùa thu á, hoặc là mọi người make up phương Tây á, rất rất là đẹp. Cảm ơn quý đại đồng hoa Việt Nam rất 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 là nhiều.
cuối cùng thì Trinh có một cái box quần áo. Cái box này thật ra Trinh đã nhận từ rất là lâu rồi, từ hồi mùa đông rồi, nhưng mà mãi bây giờ Trinh mới có thể làm khô được. Rồi, thành đọc xin lỗi Shein rất là nhiều. Đợi chút Trinh đi lấy nha. Đây là một cái box đồ mùa đông đến từ Shein. Thì các bạn ấy đã gửi cho Trinh từ hồi mùa đông rồi mọi người, nên là những cái bộ này thì nó dành để mặc mùa đông. Không biết đem vô cái video này thì nó có bị trớt quớt hay không, nhưng mà thôi kệ nha. Cứ cho mọi người xem sơ qua đã. Tại vì đợt này thì Trinh thấy đồ bên Shein rất là ok luôn. Và Trinh nghĩ là ngoài miền Bắc giờ này mọi người cũng còn lạnh lạnh đó, cho nên là mọi người có thể xem thử qua là liệu mình có nên mua những cái món này hay không, để mặc cũng được. Tại vì nó là mùa đông vậy chứ Trinh thấy có những cái nó cũng khá là mỏng á, nên cũng dễ mặc thôi. Đó, thì đầu tiên là một cái áo dạ như thế này. Chung là bung ra thì sẽ hơi khó, nên là Trinh sẽ để hình của mỏng mặc ở đây ha. Thì cái áo dạ này có cái họa tiết gọi là họa tiết cờ ha, chest caro, rất là thời trang. Thật ra đây là thời trang của nhiều năm về trước rồi, những năm thập niên mấy mươi rồi, nhưng mà bây giờ lại trend lại. Thì mọi người mặc cái này, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng rất là đẹp, nhìn cực kỳ chic luôn á. Tiếp theo, trời ơi, Trinh có một cái áo lông vũ. Áo này thì Trinh vừa mới cho em gái Trinh mượn để đi châu Âu về, và nó rất là thích cái áo này vì nó kêu rất là ấm. Xong rồi kiểu có cái áo, có cái mũ lông như thế này nữa nè mọi người. Sợ ngất ngẩn. Ôi ok, Trinh sẽ mặc như thế này trong suốt video này, để tạ lỗi vì unbox cái hộp này quá lâu. Đó, trời, cái áo này rất là ấm luôn á. Trời, tôi bị khôn. Đây, tiếp theo thì có thêm một cái áo khoác. Không, cái này hình như là đầm thì phải. Cũng là họa tiết chest luôn, nhưng mà cái kiểu này thì nó dày hơn rất là nhiều á, nên là mặc sẽ ấm. Và Trinh nghĩ là sẽ mặc mùa đông phù hợp hơn, chứ còn mùa xuân thì cũng hơi nóng đó. Tiếp theo, áo này hình như cũng là áo dạ luôn chứ không phải áo đầm. Áo này áo dạ luôn mọi người. Tiếp theo thì Trinh có một cái áo dạ nữa, nhưng mà áo dạ này thì cái form nó dài hơn một chút xíu, và nó có màu trắng kiểu cái chất liệu này gọi là chất liệu gì ta, tweed, chứ không phải twist, chất liệu tweed á, nên mặc nhìn rất là sang. Nhưng mà theo lời của con em Trinh thì mặc cái này nó không được ấm cho lắm, tại vì nó hơi mỏng, nên Trinh nghĩ là sẽ cực kỳ thích hợp cho các bạn mặc mùa xuân mùa thu năm nay. Cuối cùng là một chiếc áo đầm. Cái tông màu nude này rất là trend và kiểu làm tôn da, nhìn rất là trắng và rất là tây nữa. Nhưng mà cái áo đầm này thì con em Trinh nó kêu là hơi dày một xíu, nên là mặc mùa đông thì sẽ không đủ lạnh, nhưng mà mùa hè thì sẽ hơi nóng. Ok, hết rồi, thì vừa rồi Trinh đã hôn những cái món quà mà Trinh nhận được trong thời gian vừa qua. Thật sự là cảm ơn tất cả các nhãn hàng rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người không ủng hộ kênh YouTube của Trinh thì các nhãn hàng sẽ không biết đến mình và sẽ không gửi những món quà này cho mình, đúng không? Cho nên tóm lại Trinh cũng cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều. Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất nha. Video này là dài bao nhiêu lâu nữa. Giờ thì bye bye.